Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 24 tháng 10 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, thời tiết ở các tỉnh miền Bắc hiện nay vẫn chưa có biến chuyển nào đáng kể. Đêm nay cũng như là sáng sớm mai trời vẫn xe lạnh và nhiệt độ chỉ từ 22 cho đến 24 độ. Các tỉnh vùng núi cao nhiệt còn giảm xuống dưới 20 độ. Kèm theo đó là tình trạng sương mù vẫn xuất hiện, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi, khu vực gần biển và sông Hồ. Càng về trưa chiều thì mây giảm nhanh, nắng xuất hiện nhiều hơn, với nhiệt độ cao nhất vào thời điểm này dao động từ 31 cho đến 32 độ. Độ ẩm ban trưa có xu hướng tăng nhẹ hơn so với ngày hôm qua, nên không khí bớt khô hanh hơn. Thưa bà con, mặc dù thời tiết ở miền Bắc vừa phải khá dễ chịu, nhưng bà con cũng cần phải lưu ý hiện tượng sương mù có thể ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của một số cây trồng như là cây có múi, hoa màu hay là lúa, vì điều kiện thời tiết này rất thuận lợi cho nấm và sâu hại phát triển nhanh. Dự báo trạng thái thời tiết này sẽ còn duy trì ở Bắc Bộ trong những ngày tới. Vì vậy bà con cần chú ý những biện pháp như sau để có thể bảo vệ cây trồng, đó là bà con cần phải bón phân đầy đủ để tạo sức đề kháng cho cây. Bà con chú ý là bón thêm lân, kali và phân chuồng ủ hoai mục, thường xuyên thăm vườn, nếu phát hiện cây bị bệnh nặng thì tiến hành phun thuốc đặc trị và phun vào thời điểm không có mưa thì thuốc mới phát huy được hiệu quả. Trở lại với tình hình thời tiết tại khu vực Trung Bộ, cũng như miền Bắc thời tiết ngày mai tại đây chưa có nhiều chuyển biến. Trong đêm nay và sáng sớm mai thì toàn khu vực phổ biến nhiều mây không mưa và nhiệt độ trên toàn miền vào thời điểm này trong khoảng từ 22 cho đến 23 độ. Đến trưa chiều nắng xuất hiện và nhiệt độ cũng không tăng quá cao, chỉ phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Thời tiết không những thuận lợi cho việc không phơi chế biến nông sản của bà con, mà còn rất thuận lợi để xuống giống một số cây trồng vụ đông. Bà con cần chú ý một số đặc tính của cây trồng trong vụ này để đạt hiệu quả. Đối với cây ngô thì bà con cần phải lựa chọn các giống ngô có thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt và phù hợp trên từng chân đất. Đất trồng ngô phải chủ động tưới tiêu, đặc biệt là cần phải thoát nước tốt. Đối với cây đậu tương thì bà con gieo trên đất đủ ấm, vét rãnh xung quanh ruộng để thoát nước tốt khi gặp mưa. Đối với cây lạc thì bà con nên áp dụng biện pháp che phủ ni lông hoặc là che phủ bằng thân xác hữu cơ để hạn chế cỏ dại, giữ ẩm và tăng năng suất của cây. Xin được quay trở lại với tình hình thời tiết. Chỉ xin lưu ý với bà con ở các tỉnh Nam Trung Bộ là vào lúc chiều tối thì mưa rào và rông có thể xuất hiện tại đây. Nguyên nhân là do khu vực này chịu tác động của đới gió đông từ dầu ẩm từ biển thổi vào. Ở phía Nam, đất nước trong khi các tỉnh phía Bắc của Tây Nguyên trong ngày mai thì mưa chỉ xuất hiện rải rác vào thời điểm chiều tối, ngày có nắng. Thì tại các tỉnh Nam Tây Nguyên như là Đắk Nông, Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của đới gió đông nên mưa rông sẽ tăng hơn cả về diện và lượng. Bà con nơi đây cần lưu ý đề phòng với các hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông. Và tiếp theo, mời bà con theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 78 đến 85%. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác ngày nắng, với nhiệt độ thấp nhất từ 21 cho đến 23 độ, vùng núi từ 17 đến 19 độ và nhiệt độ cao nhất từ 30 cho đến 32 độ, với độ ẩm trung bình từ 75 cho đến 83%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ và cao nhất dao động từ 30 đến 32 độ, với độ ẩm trung bình từ 78 đến 85%. Sử xuống các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và rông ở vài nơi, với nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là 31 cho đến 32 độ, với độ ẩm trung bình từ 80 cho đến 84%. Vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có rông, với nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ và nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 đến 32 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 87%. Tại các tỉnh Nam Bộ mới thay đổi, miền Đông ban ngày trời còn đang gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và sông rải rác. Miền Tây mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và sông gió nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, với độ ẩm trung bình từ 82 đến 88%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.